Nhìn nó xinh ơi là xinh, dễ thương. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm trước Phình Khuyên đã có chia sẻ cách làm bánh bò và có nhiều cách. Hôm nay thêm một cách từ bột pha sẵn theo yêu cầu của một số các chị em. Đây là bột bánh bò 400g, tức là 14 oz, mình sẽ mua ở tiệm Á Châu. Nếu như thích làm bánh bò có màu này, màu này, màu này, có những cái màu này thì mình sẽ pha, ví dụ như cái này là màu lá cẩm nè, hoặc là củ dền. Rồi màu vàng là của cà rốt, màu xanh lá dứa, và màu trắng thì là màu tự nhiên. Hôm nay mình sẽ làm bánh bò đường thốt nốt. Do vậy mình sẽ cần có đường từ 280 đến 300g. Chị em nào ăn ngọt hơn thì cho thêm là 320g. Và một chút xíu xiu, khoảng nửa muỗng cà phê muối, một lon nước cốt dừa, nước dừa tươi, tức là nước dừa trong đó, từ cái trái dừa xanh ra cái nước trong. Còn cái nước cốt dừa là cái dừa già, xay rồi vắt, lấy cái nước cốt màu trắng đục, 330ml. Dầu ăn hoặc là dầu dừa, nhưng mà mình cho dầu ăn được rồi. Rồi đây là nước nóng ấm 70ml. Một gói đường vani khoảng 8g, hoặc là tinh chất vani cũng được. Nước nóng ấm tức là cái nước chỉ khoảng là 30 cho đến tối đa là 38 độ C để mình kích hoạt men. Men là nó nằm trong cái gói này. Tức là chị em mình sẽ lấy cái gói men nhỏ ở trong đây ra. Đó, mình cắt mình lấy cái gói men này ra nè. Cho vô đây khoảng 1 muỗng đường 5g. Quậy tan. Nhớ kiểm tra, nếu mà nước nóng quá là men chết, còn nếu mà nguội quá thì men không nổi. Men này là men nâu, tức là yeast á. Sau đó quậy lên, rồi để ở đây, chờ cho kích hoạt đó, cho nó nổi lên á. Trong trường hợp chị em mình thấy nó chìm luôn thì mình thế cái men khác nha, bỏ cái men này đi. Bởi vì nếu như mà nó chết đó là nó không có nổi được, là hư bột. Lấy một cái thau hơi lớn lớn một xíu, cho cái nước dừa này vào đây. Bây giờ để nhìn thấy cái men nó nổi lên rồi nè. Men này tốt quá. Cho toàn bộ vào trong đây. Lấy thêm 5ml để tráng lấy hết cái nước này. Sau đó cho bột bánh bò. Thông thường khi làm bánh bò là sẽ phải nhồi bột. Tuy nhiên mình làm cách này thì không cần nhồi. Mình chỉ việc quậy cho nó đều thôi. Chị em mình sẽ quậy trong vòng từ 8 cho đến 12 phút. Cách này mình nhồi như vậy là nhẹ đó. Bởi vì cái lượng chất lỏng nhiều. Mình khuyên nhắc lại đó là trong tất cả các món bánh mà có ủ men thì men là cái quan trọng nhất. Nếu như men nó chết do cái nhiệt độ nóng quá hoặc là men cũ thì nó hư thôi. Còn ngoài ra là nếu ủ đúng nhiệt độ khoảng từ 30 cho đến 38 độ C thì là tất cả các loại bánh của mình nó đều nở tốt. Cứ trộn như vậy thôi, một chiều thôi. Và có 6 cách ủ. Mình khuyên có chia sẻ trước đây trong video bánh mì sandwich. Hôm nay nhắc lại để chị em mình có thể ủ nè. Thứ nhất, đó là sau khi mình trộn xong rồi, mình đậy cái thau này lại, xong cái mình đặt ở bên dưới là một cái thau nước nóng ấm, tức là tối đa cũng khoảng 38 độ C. Rồi mình ủ cho đến khi mình thấy nó nổi bong bóng lên, thì thường là 1 tiếng cho đến 1 tiếng 20 phút. Rồi cách thứ hai nữa là ở nơi khí hậu nóng, thì như mình khuyên có nói lúc nãy đó, men nó hoạt động tốt với nhiệt độ 30 độ C cho đến 38. Thành thử ra mình không cần làm gì cả, chỉ cần đậy nắp lại thôi, rồi để từ từ chút xíu sau nó nổi lên. Rồi hoặc nữa đó là mình đậy lại, sau đó đem ra ngoài, mình trùm lên cái chăn hoặc là cái khăn, mình phơi nắng cho nó ổn định nhiệt đó. Khoảng 38 độ C là tối đa luôn.
thì cũng khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 20 phút. Rồi cách thứ ba nữa đó là cho vô lò vi sóng microwave. Mình cũng đậy cái nắp lên luôn. Rồi trong lò mình để một cái thau nước hoặc là một cái ly nước nóng, nước sôi đó, để cho nó nóng ấm. Rồi hoặc là trong lò nướng cũng vậy nữa, mình mở cái lò lên, sau đó tắt lò đi, rồi cái thau này cũng cho vô luôn. Đó là những cách ủ mà thường mà mình vẫn hay ủ. Còn thêm một cách nữa đó là mình ủ trong cái nồi cơm điện có chức năng ủ, hoặc là ủ trong cái nồi áp suất điện Instant Pot luôn. Nhưng mà để cho tiện và dễ thì thường ở đây trời lạnh, mình khuyên hay ủ trong lò nướng, tức là bật lò lên xong rồi tắt liền. Tức là mình để cho nhiệt độ làm sao mà nó ấm thôi. Nóng là men chết. Còn nguội á, lạnh quá thì ủ nó lâu nổi. Chỉ như vậy thôi. Rồi sau khi mình quậy nãy giờ được 10 phút rồi, cho vô lò nướng đi ủ nha. Năm viên đường 284 gram, mười lăm ml nước, tức là một muỗng canh. Sau đó cho đường vô, bật lửa và nấu, nấu cho đường tan. Để cho cái màu đẹp á thì mình sẽ nấu cho nó lên một chút xíu cái màu, cho nó đậm đậm lên. Mình sẽ để lửa lớn. Rồi sau đó chị em mình nhìn thấy nè, nó tan từ từ ra và mình không có đụng vô. Mình cứ để như vậy từ từ, mình sẽ thấy nó lên cái màu hơi đậm đậm. Khi nhìn thấy cái màu như vậy là được rồi. Nếu mình để đậm quá là nó sẽ bị đắng, cũng như đồng thời là nó đen bánh của mình. Sau khi đường tan hết thì nó ra được cái màu nè, giống như dạng như là cánh gián vậy đó. Thì chị em mình sẽ nhấc cái nồi ra khỏi bếp, hoặc là tắt lửa đi. Bây giờ cho nước cốt dừa. Nhớ tắt lửa nha. Cái nước cốt dừa ở đây trời lạnh nó đông là vậy đó. Thơm quá chừng thơm. Rồi bây giờ mình mở lửa lên lại nè. Rồi, vậy mình nhìn thấy không, cái đường nó dính lại thành cái cột như vậy đó, giống như mạch nha. Mình cứ từ từ, mình để cho nấu là từ từ nó tan ra. Lửa nhỏ, để chút xíu là nó tan ra nè. 1/4 muỗng cà phê muối. Sau khi đường tan mình sẽ tắt và để cho thật nguội. Lưu ý là để cho thật nguội nha. Sau khi mình ủ 1 tiếng 20 phút, chị em nhìn thấy nè, để gần để thấy cái bọt nổi lên nè. Đó, cái bọt bong bóng nó phải nổi lên như vậy đó. Quậy lên chị em mình thấy không, nó nổi vậy tức là lên men tốt. Đó, nó lên men rồi đó. Lên men tốt thì lúc mình làm bánh nó mới nổi rễ tre. Bây giờ cái nước đường mình lấy tay mình rờ vô, mình nghe nó cũng hơi ấm ấm, tức là nó khoảng 30 cho đến 35 độ C đó. Nhớ là cái nước đường này nè, tối đa là chỉ được 38 độ C, không được cao hơn, bởi vì cao hơn là nó sẽ chết men đó. Mình khuyên nhắc lại nhiều lần, bởi vì các chị em thường hay làm bánh mà ủ men không thành công, bởi vì là men chết, men không hoạt động, và đồng thời là nóng quá làm cho men nó chết. Cho một gói vani, 30 ml dầu ăn, hoặc là lấy dầu dừa cũng được. Sau đó quậy lên cho đều, rồi tiếp tục đi ủ tiếp giống như lúc nãy luôn. Mình ủ khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng 25 phút tùy theo nhiệt độ. Và cũng nhớ là đậy lại rồi cho vô lò nướng luôn, làm nóng lò xong rồi tắt liền giống như lúc nãy nha. Mình sẽ lấy một cái khăn sạch, sau đó bọc cái khăn này lại để hấp bánh không bị rớt nước xuống đó.
Để cho dễ lấy bánh ra thì mình sẽ quét khuôn bằng dầu ăn hoặc là dầu dừa. Quét mỏng thôi. Bột sau khi ủ một tiếng, chị em mình sẽ nhìn thấy cái bột nó nổi bong bóng lên á. Khi mình trộn lên, đó, thấy nó lên bọt nổi nổi như vậy nè. Nó kêu lợp sợp luôn á. Là bột đã dậy, đủ để đổ bánh. Nếu để lâu quá là men nở nhiều quá là nó sẽ bị xẹp. Để gần cho chị em mình thấy bột đạt là khi nào mình thấy nó nổi bọt lên như vậy nè. Nước sôi mình xếp vô khuôn. Sau đó đậy nắp hấp thêm khoảng 2 phút để cho khuôn nóng. Sau 2 phút, trước khi đổ bột qua mình quậy sơ một cái như nè, cho nó đều đó. Rồi cho vô khuôn. Thích cánh bánh cao lên á thì mình đổ đầy. Mình đổ đầy thì chút nữa nó nổi nó vung cao lên. Mình sẽ đổ những cái đầy, những cái không đầy để chị em mình chút xíu nó so sánh nha. Gần đầy thôi. Và với cái khuôn này hấp khoảng 5 cho đến 7 phút. Nhớ là đừng hấp lâu quá nó cũng xẹp bánh nữa. Và hấp lửa lớn. Và bánh bò ở đây chị em mình sẽ chờ cho nó hơi ấm ấm á. Mình gỡ ra khỏi khuôn dễ hơn. Đừng có chờ lâu quá, nó nguội là khó gỡ. Rồi tiếp tục đổ cho hết. Trước khi đổ cũng nhớ là quậy nhẹ lên. Nếu không muốn cái bánh nó vuông cao lên á thì mình chỉ cần đổ ngang cái mặt này thôi. Chừa cách khoảng mấy ly á. Đây là cái bánh mà mình đổ không có đầy mà nó cũng vuông cao lên. Cái nào nó cũng nở bung hết trơn. Để tre đó. Là khi mà nó hơi nguội mình lấy ra dễ lắm. Nhìn xinh. Lấy cái tay mình đẩy nè. Mình lấy ra. Còn nóng khó lấy ra, chờ cho nó hơi nguội nguội á thì chỉ cần mình để cái ngón tay đẩy vậy nè là lấy ra được liền. Bây giờ mình sẽ đậy lại, mình để lâu bên ngoài nó bị khô đó. Đậy lại như vậy thì bánh nó sẽ mềm và thơm. Đây, quá chừng nổi luôn. Những cái khuôn dễ thương này. Làm bánh bò chị em mình thích thì vào bếp làm cho gia đình nha. Cái này mình cũng sẽ chờ cho nó nguội chút xíu nữa rồi gỡ ra khỏi khuôn. Và mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn làm thành công bánh bò đường thốt nốt. Bánh bò dừa thơm ngon, bánh bò rễ tre. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đó, rễ tre quá chừng luôn. Xốp thiệt là xốp luôn. Ồ, cái bánh này ngon chưa? Cắt ra để nhìn thấy. Đó, rễ tre nè. Bánh bò rễ tre. Thơm ngon mềm xốp. Làm một lần là thành công luôn. Trong trường hợp ăn không hết thì có thể cho vào trong tủ lạnh. Khi nào cần ăn thì lấy ra và cho vào lò vi sóng làm nóng lại là mình có bánh bò đường thốt nốt.